Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nerd, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn iRobot, các dàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như từ các sàn dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Dogman DMN. Dự án ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start chatbot. Khi tham gia vào dự án, các bạn sẽ có thể nhận được tối đa 100 token DMN. Chúng ta sẽ làm việc đầu tiên, đó là join các kênh Telegram. Chúng ta tiến hành join các kênh Telegram. Có hai kênh Telegram chúng ta cần phải join. Tiếp theo các bạn mở cái Twitter này. Mở cái liên kết, chúng ta join cái liên kết này. Ở đây là nguồn Aerobe. Mở tiếp kênh Twitter của nguồn Aerobe. Chúng ta tìm đến dự án Dotman. Đi tiếp bài đăng. Ok, chúng ta bây giờ nút đăng ký đây. Đến hỏi quát là cái đồng hồ, mình sẽ chọn đồng hồ nhé. Điền email này. Địa chỉ 20 các bạn dùng VTH ở trên chất wallet của MetaMask. Chúng ta copy vào địa chỉ VTH sẵn quay trở con bếp này. Tiếp theo Twitter link. Chúng ta về từng nhà copy phần profiling nhé. Tiếp theo là follow kênh Dogman này, copy username của Dogman này, chọn close tweet, hết đây, ấn vào nút tweet, ấn về từng nhà, chọn tweet ID, chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. Trở đây chúng ta paste phần link phía dưới đây, chọn I have a joy. Chúng ta do một trong ba kênh group này. Đấy, người đã do một kênh này, chúng ta chọn đôn nữa xong được chưa? Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Dotman DML. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn, chào tất cả.